Quốc Hùng xin chào toàn thể các anh em nha. Thì hôm nay Quốc Hùng thanh lý một số những sản phẩm có phục vụ cho cá bác karaoke, là bộ ba bằng mixer cũng là cái micro cái dây nha bác nha. Đấy. Thì những sản phẩm bên em hôm nay thì đây là những sản phẩm mà bên em sẽ thanh lý cho cá bác, giá là cực kỳ là tốt cho cá bác chơi luôn nha. Đấy. Thì ở đây thì bên em có một cái bảng mixer Nhật đấy, Yamaha Mỹ 12-4 nha bác nhé, gồm 12 lai, mà trong đó 12-4 là gồm 12 lai, tổng là 12 lai bác, trong 4 đây là 4 cổng CT, 4 cổng CT nha. Đấy. Và còn lại là cổng mono đấy, đây các bác. Đấy, xin lỗi các bác, 12 đây là 12 line, 4 cổng là 4 cổng Procession. Đấy. Còn lại là 2 line mono. 2 line CT. 2 line CT đó bác. 90 này, 11 12 này. Đấy. 4 line nhưng mà nó gộp lại là 2 line CT, còn nó tính ra mono thì nó 4 line mono. Còn ở đây thì còn lại là 8 line. Tấm lai là tấm lai đơn, tấm lai mono nha bác nhé. Đấy. Đây là nó gọi là 12-4, 12-4 là gồm tấm 12 lai và 4 lai ở đây này, 4 lai XXXO này bác. Đấy. Rồi, thì đây là những sản phẩm này thì bên em là hoạt động hoàn hảo hết nha. Hoạt động hoàn hảo hết. Đấy, có EQ này, chân chính này. Rồi nó là sử dụng fader trượt này, fader trượt cho bác nha. Đấy, đèn tín hiệu vâng, nói chung là rất ok. Thì con này em thanh lý cho cả bác giá là 4 triệu nha. Đấy, giá là 4 triệu rất tốt nha. Đã thanh lý là bên em không có bao cước nha bác nha, cước các bác tự chịu nha. Cước những con này thì nó rẻ thôi, nó nhỏ, nó móng, nó nhẹ thì nó rẻ thôi, tầm mấy chục ngàn. Đấy, nên bên em cũng không bao cước. Đó, giá thì giá thanh lý rồi, giá lỗ rồi, nên là không bao cước nha. Rồi, sản phẩm thứ hai là sản phẩm bằng Mackie của Mỹ nha bác nhá. Con này của Mỹ, Mackie Micro Series 1402 VLZ. Đấy, con này thì 1402 nó là 14 line. 4 line, trong khi đó là nó có 246 line mono và 4 line ST. 4 line CT nha bác nha. Đây cũng sử dụng fader trượt hoạt động hoàn hảo. Đấy, còn chạy điện là 100V, con này chạy điện 100V nha. Tất cả những con ba con mixer này đều chạy điện 100V hết. Đấy. Rồi con này thì đây cho các bác giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. Đấy, giá tốt luôn. Con này thì giá mà nếu mà bán ra thị trường mà không thanh lý á, giá thị trường thì nó tầm 6 triệu nha bác nha, 6 triệu. Con này thanh lý cho bác giá 4 triệu rưỡi, giá lỗ luôn nha. Rồi sản phẩm cuối cùng của bàn mixer đó là sản phẩm Banger của Đức nha bác nha, của Đức. Đấy, thì con này sử dụng cho các bác livestream này. Đấy, các bác chơi những gia đình chơi sự kiện nhỏ thì chơi con này được, nhỏ gọn, rất là nhỏ nha bác nha. Nhỏ gọn nha. Tầm khoảng 26-27 chiều ngang nó 26-27 cm và chiều rộng nó tầm 21-22 cm thôi. Đấy. Con này thì Behringer thì nó có sử dụng là nó có là 8 line. Con này 8 line nha bác nhé. Đấy. Và nó đều là cái line line mono. Có gồm hai line mono này, hai line insertor và cũng như là 1, 2, 3 line CT nha bác nhá, 3 line CT đây, 1 này, 2 này, 3 này, 3 line CT này, 2 line mono này, 2 line mono nha, 2 cổng insertor này. Đấy. Phải ra trường hết nha. Đấy. Này chắc âm rất hay nha bác nha. Dây nguồn rồi nha, dây nguồn rồi.
ok bác nhé. Con này thì sản xuất tại China, tại công nghệ của Đức nhé. Rồi giá là 2 triệu nha bác. Con Behringer 1002B giá là 2 triệu. Đấy. Và thanh lý cho tất cả bác mẫu micro có dây của Sennheiser. Đấy, Sennheiser sản xuất theo công nghệ thương hiệu của Đức nhưng mà nó sản xuất tại là China nha bác nhá. Chứ sử dụng đầu cua của China nên là giá nó một rẻ đấy. Giá nó vài trăm ngàn rồi bác. Vài trăm ngàn nha. Đấy. Đây em tháo sảnh ra cho bác xem này. Tay CNC cực kỳ chất lượng nha. Có công tắc gạt. Giờ là dài 6 mét nha bác, dài 6 mét. Đấy. Thì đây, thì em thanh lý cho cả bác giá là 500 ngàn. 500 ngàn một tay mic và một bộ dây như thế này. Đấy, các bác về sử dụng nha. Sử dụng gia đình rất ok. Giá chỉ có 500 ngàn quá rẻ luôn bác nhé. Đấy. Con này thì sử dụng gia đình rất ok nha bác. Tiếng dây hát rất là mượt. Thì bên em chỉ có 5 tay nha, 5 tay, giá 500 ngàn một tay cộng một bộ dây. Thì bác nào chơi thì liên hệ cho em. Đấy. Đây là những sản phẩm mà bên em thanh lý trong video ngày hôm nay. Thì bác nào chốt được sản phẩm nào thì alo cho em nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm hình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.